Thúy Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com. Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm vô cùng quý hiếm có tên gọi là đông trùng hạ thảo. Vâng, có thể là bạn cũng đã được nghe qua sản phẩm này rồi, hoặc thậm chí là cũng đã sử dụng đến sản phẩm này. Nhưng liệu bạn đã biết được hết tất cả các tác dụng vô cùng tuyệt vời của sản phẩm này hay chưa? Thì video ngày hôm nay hãy cùng Nga tìm hiểu kỹ về sản phẩm này hơn nhé. Nước đông trùng hạ thảo hiện nay đang rất phổ biến tại Việt Nam bởi tác dụng của nó đối với người sử dụng là rất tốt. Và đây là một sản phẩm nước uống được kết tinh bởi công nghệ hiện đại với chiết xuất đông trùng hạ thảo thiên nhiên. Vâng, đông trùng hạ thảo thì rất là tuyệt vời khi mà mùa đông nó là một dạng côn trùng nhưng chuyển sang mùa hạ thì lại là một dạng thực vật, đúng không ạ? Có rất nhiều các loại axit amin khác nhau, rất là tốt cho sức khỏe và nó giúp hỗ trợ phục hồi cho rất nhiều loại bệnh, tăng cường chức năng thận, chống lại tác dụng xấu đối với tuyến thượng thận, có tác dụng tốt với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu, giúp ổn định nhịp tim cho những người có bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, bồi bổ và vận chuyển oxy, giúp hệ thần kinh trở nên hoạt bát, nhanh nhạy, giảm stress, có khả năng chống liệt dương, cường dương, tăng cường chức năng sinh lý, tăng cường hệ hô hấp, chống viêm hen phế quản, tăng cường sức mạnh cơ bắp, tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho người mới ốm dậy, bệnh nhân sau phẫu thuật, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Vâng, rất nhiều tác dụng của sản phẩm nước đông trùng hạ thảo, đúng không ạ? Nếu như bạn đang gặp một trong số các vấn đề như và mong muốn cải thiện như Nga vừa kể trên thì bạn có thể sử dụng ngay sản phẩm nước đông trùng hạ thảo. Và bây giờ thì Nga sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất với sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này nhé. Vâng, đây là sản phẩm nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ. Và các bạn có thể nhìn thấy góc bên trái của hộp đó chính là tên của nhà sản xuất hãng Samsung. Góc dưới bên phải của hộp là tem mác của sản phẩm. Vâng, bạn có thể nhìn thấy có hai loại tem dán ở trên góc phải của hộp như thế này. Và đây là tên của sản phẩm tiếng Hàn Quốc. Ngoài ra mặt sau của sản phẩm sẽ được dán một lớp giấy màu vàng như thế này. Và trên đây chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy phần check mã vạch của sản phẩm và phần lô sản xuất cũng như hạn sử dụng của sản phẩm ở phía bên trái của hộp. Còn đây là thành phần và công dụng của sản phẩm cũng được in là chữ Hàn Quốc. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc hộp sản phẩm này ra. Bao quanh hộp thì sẽ được dán một lớp băng keo. Đây, hộp bên trong sản phẩm của chúng ta có một lớp giấy màu hồng. Trong một hộp lớn thì sẽ có 60 gói nhỏ như thế này. Vâng, với tương đương là 30ml. Cách sử dụng sản phẩm như sau. Đối với người lớn thì chúng ta dùng từ 1 cho đến 2 lần mỗi ngày và mỗi lần chúng ta sử dụng một gói. Đối với trẻ em thì dùng 1 phần 2 liều dùng của người lớn, tức là chúng ta sẽ dùng một gói một ngày. Còn đối với trẻ em dưới 13 tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng 1 phần 2 gói cho đến 1 gói mỗi ngày. Và nếu như chúng ta uống nửa gói thì còn lại một nửa chúng ta sẽ gập chặt mép túi và để ở trong tủ lạnh bảo quản. Trước khi dùng thì chúng ta nên lắc đều gói sản phẩm lên và uống lúc đói. Tốt nhất là nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ để cơ thể có thể hấp thụ được tinh chất đông trùng hạ thảo một cách tốt nhất. Chúng ta nên uống trực tiếp hoặc để lạnh uống thì sẽ ngon hơn.
Vâng, cách dùng hết sức đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, mỗi ngày là bạn đã có được sức khỏe vô cùng tuyệt vời với sản phẩm đông trùng hạ thảo này rồi ạ. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn công dụng cũng như cách sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo sao cho hiệu quả và tốt cho sức khỏe nhất. Vâng, và trước khi dừng video này thì Nga có đôi lời nhắn nhủ với bạn rằng để chúng ta có thể phòng bệnh được một cách tốt nhất thì chúng ta nên bồi bổ cho sức khỏe của mình tốt hơn. Và nếu như trong gia đình nhà bạn có sẵn sản phẩm nước đông trùng hạ thảo thì việc bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn thì các căn bệnh khác sẽ không có nguy cơ để mà thâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta có sức khỏe rồi thì chắc chắn rằng chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao lên rất nhiều đúng không ạ? Vâng, và với tiêu chí của Korea Shop 24 giờ, chất lượng và uy tín, nên tất cả các sản phẩm mà Korea Shop gửi tới bạn là sản phẩm chính hãng của hãng Samsung. Khi mà bạn sử dụng chất lượng mà không như ý muốn thì chúng tôi sẽ cam kết đổi trả hàng cho bạn trong vòng 7 ngày, thậm chí bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn phát hiện và chứng minh được sản phẩm của Korea Shop là sản phẩm kém chất lượng. Nên khi bạn mua hàng tại Korea Shop thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm với những cam kết để giúp cho quyền lợi của khách hàng được tốt nhất. Và ngay trong phần mô tả dưới video này, Nga đã đặt sẵn đường link của trang web Korea Shop. Trong trang web có rất nhiều các thông tin chi tiết về sản phẩm và rất nhiều các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác của Hàn Quốc để giúp cho bạn và người thân trong gia đình bạn có được sức khỏe tốt hơn. Thì bạn hãy truy cập vào trang web Korea Shop 24 giờ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hotline 0979149256. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào, và trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.